Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Choáng vì bị trừ lương, 4,5 triệu tiền chi phí xét nghiệm COVID-19 ngành chức năng nói gì? 60% F0 ở Bà Rịa Vũng Tàu được điều trị khỏi bệnh. Ông Nguyễn Đức Trung bất ngờ được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án. Theo 14.638 ca mắc COVID-19, Hà Nội lập kỷ lục mới. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, công nhân choáng vì bị trừ lương 4,5 triệu đồng tiền phí xét nghiệm COVID-19, ngành chức năng nói gì? Nhận bảng lương từ công ty, nhiều công nhân ở Bình Dương choáng váng khi bị trừ phí xét nghiệm COVID-19 hàng triệu đồng. Có người bị trừ gần hết tiền lương tháng, từ 1,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng, tùy theo số lần xét nghiệm. Ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đang vào cuộc xác minh làm rõ. Theo phản ánh của nhiều công nhân tại một số công ty sản xuất linh kiện, phần mềm ô tô nằm trong khu vực công nghiệp V-Ship 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi nhận bảng lương tháng 11 vừa qua, họ choáng váng khi thấy công ty bị trừ tiền phí xét nghiệm RT-PCR COVID-19 quá cao. Anh VT, công nhân làm việc tại công ty nói trên và cho biết, vào ngày 10 tháng 12, khi nhận tiền lương tháng 11, người này bất ngờ vì bị trừ tiền với lý do lấy mẫu xét nghiệm PCR. Cũng theo anh T, trước đó khi test nhanh COVID-19 và có kết quả dương tính, tuy nhiên công ty đều đề nghị anh phải lấy mẫu xét nghiệm khẳng định xác định lại bằng kết quả PCR. Mỗi lần đơn lần, anh T bị trừ vào lương 1,9 triệu đồng, lần 2 bị trừ là 1,5 triệu đồng. Tại công ty này, nhiều công nhân bị trừ tiền lương khi xét nghiệm PCR từ 1,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng, tùy theo số lần xét nghiệm. Theo danh sách, tại các doanh nghiệp này có 57 lao động bị trừ lương, tổng số tiền là 152 triệu đồng. Liên quan đến việc trừ lương người lao động, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam cho biết khi Bình Dương bùng phát dịch, doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo quy mô 3 tại chỗ. Vào thời điểm đó, doanh nghiệp chịu toàn bộ chi phí ăn uống, chế độ làm việc, phí xét nghiệm, cả test nhanh và PCR. Đến tháng 10, Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới, doanh nghiệp đã đề nghị người lao động phải tự trả phí khi xét nghiệm có kết quả bằng PCR. Về lý do người lao động thực hiện đề nghị xét nghiệm tại một số cơ sở y tế theo chỉ định, doanh nghiệp này cho biết, ngành chức năng đang quy định về duy trì sản xuất an toàn, doanh nghiệp phải liên kết với các cơ sở y tế cố định nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xử lý khi có F0. Về giá trị, dịch vụ xét nghiệm PCR có cơ sở y tế quyết định dựa trên số mẫu đơn hay gộp. Liên quan đến việc công nhân bị trừ tiền lương, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, công đoàn đang phối hợp với ngành chức năng để làm việc với chủ doanh nghiệp. Cần làm rõ có hay không việc công ty trừ thẳng tiền xét nghiệm PCR và lương của công nhân, việc trừ tiền lương có sự thỏa thuận giữa các bên hay không, giá xét nghiệm có đúng như thực tế bị trừ. Do hôm nay là ngày cuối tuần nên dự kiến vào ngày mai các bên liên quan làm việc về vấn đề này, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương nói và cho biết thêm, cũng theo vị này, việc doanh nghiệp bị trừ lương công nhân phải có lý do và được sự thỏa thuận ban đầu giữa các bên. Theo bảng giá niêm yết của ban ngành y tế Bình Dương, chi phí xét nghiệm tháng 11 trở về trước, kết quả PCR giá 1,7 triệu đồng trên một mẫu đơn. Hiện nay giá phí xét nghiệm PCR của các đơn vị cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 1,3 triệu đồng trên một mẫu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay vẫn còn cơ sở y tế tư nhân tại Bình Dương thu phí xét nghiệm PCR với giá 2 triệu đồng trên một mẫu đơn. 60% F0 ở Bà Rịa Vũng Tàu được điều trị khỏi bệnh. Số ca khỏi bệnh ở Bà Rịa Vũng Tàu là 465 ca. Tỷ lệ F0 đã triển khai trị bệnh từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 60%. Do đó, Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát các đối tượng có nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch. Kịp thời, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8 tháng 12 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 12 đến 18 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2021, tỉnh này ghi nhận 539 ca mắc COVID-19. Đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó, thành phố Vũng Tàu 83 ca, trong khu vực cách ly 7 ca, 4 ca đang cách ly tại nhà, 27 ca ghi nhận trong khu vực bị phong tỏa, 45 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 54 ca, gồm 2 ca trong khu vực cách ly tập trung, 16 ca đang cách ly tại nhà, 36 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 200 ca, trong đó 4 ca ở khu vực cách ly tập trung, 170 ca đang cách ly tại nhà, 19 ca trong khu vực bị phong tỏa, 7 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 29 ca, gồm 16 ca trong khu vực cách ly tập trung, 6 ca trong khu vực bị phong tỏa, 7 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ là 25 ca, trong đó 4 ca đang cách ly tại nhà, 21 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 85 ca, gồm 1 ca trong khu vực cách ly tập trung, 9 ca đang cách ly tại nhà, 75 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc là 56 ca, trong đó 13 ca ghi nhận đang cách ly tại nhà, 43 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo ghi nhận 7 ca là ngư dân. Trong ngày 8 tháng 12, số ca đã khỏi bệnh là 465 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 60%. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các cấp ngành lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động huy động mọi nguồn lực để
lòng. Để tham gia vào cuộc phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, tăng cường giám sát đối với các đối tượng có nguy cơ, khu vực nguy cơ để sớm phát hiện, khoanh vùng dập dịch kịp thời. Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 262 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Tuy Phong là 50 ca, 47 ca ngoài cộng đồng, 3 ca đã được cách ly, huyện Đức Linh là 45 ca, 20 ca ngoài cộng đồng, 25 ca đã được cách ly, thành phố Phan Thiết là 40 ca, 26 ca ngoài cộng đồng, 14 ca đã được cách ly, huyện Tánh Linh 36 ca, 23 ca ngoài cộng đồng, 13 ca đã được cách ly, huyện Bắc Bình 26 ca, 24 ca sàng lọc ngoài cộng đồng, 2 ca đã được cách ly, huyện Hàm Thuận Bắc 25 ca, 19 ca ngoài cộng đồng, 6 ca đã được cách ly, huyện Hàm Thuận Nam 18 ca, 11 ca ngoài cộng đồng, 7 ca đã được cách ly, huyện Hàm Tân 17 ca, 10 ca ngoài cộng đồng và 7 ca trong khu vực cách ly, thị xã La Gi 5 ca, 4 ca ngoài cộng đồng, 1 ca trong khu vực cách ly tập trung. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến 18 giờ ngày 8 tháng 12, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 20.677 ca COVID-19, trong đó có 7.418 ca đang điều trị, 13.106 ca đã xuất viện. Ông Nguyễn Đức Trung bất ngờ được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án. Quá trình tranh luận, luật sư cho biết gia đình cựu chủ tịch Hà Nội đã nộp 10 tỷ đồng để bảo lãnh trong trường hợp bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự thì sẽ khấu trừ. Trong phần tranh luận chiều ngày 11 tháng 12, luật sư Nguyễn Văn Tú, người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Đức Trung, đã bổ sung tài liệu mới là biên lai thể hiện gia đình cựu chủ tịch UBND Hà Nội đã nộp 10 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Theo luật sư, nguồn tiền này gia đình ông Trung bị nộp với mục đích bảo vệ, bảo lãnh trong trường hợp bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự thì sẽ khấu trừ vào số tiền nộp bảo lãnh này. Luật sư Tú cho biết, trước đó cơ quan chức năng đã kê biên ngôi nhà và hai căn hộ chung cư của ông Trung để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với việc nộp 10 tỷ đồng, gia đình bị cáo mong được bảo lãnh cho việc kê biên số tài sản đó. Ngoài ra, đại diện gia đình ông Trung cũng nhờ luật sư gửi gắm tâm nguyện để mong hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Sau khi ghi nhận gia đình ông Nguyễn Đức Trung nộp 10 tỷ đồng để bảo lãnh nếu bị cáo phải thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội trong khi đối đáp đã bất ngờ thay đổi mức đề nghị nghị án đối với cựu chủ tịch Hà Nội. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Trung từ 8 đến 10 năm tù thay vì mức 10 đến 12 năm tù như đề nghị khi luận tội vào buổi sáng. Đối với hai bị cáo Võ Tiến Hùng và Nguyễn Trường Giang, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội, đề nghị mức án 6 đến 7 năm tù, đề nghị bỏ chi tiết công ty gia đình. Còn luật sư Giang Hồng Thành, người đại diện cho bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa tại tòa cho biết, ngoài lời khai của Nguyễn Trường Giang, không có con số nào chứng minh bà Hoa và các con số có vốn góp tại công ty Acritic. Từ đó, luật sư Thanh đề nghị hội đồng xét xử bỏ chi tiết công ty gia đình ông Trung để tránh dư luận xấu. Về tài sản đã kê biên, luật sư Thanh cũng đề nghị cơ quan tố tụng chỉ kê biên các tài sản của ông Trung và trả lại những phần tài sản đứng tên của bà Hoa. Trước đó, khi luận tội, cơ quan truy tố nhận định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn và các bị cáo vụ lợi vì động cơ cá nhân mà làm trái với quy định của nhà nước về quản lý. Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí người đứng đầu thành phố và giữ vai trò chủ mưu, bị cáo Võ Tiến Hùng thực hiện các hành vi theo chỉ đạo của ông Trung, Nguyễn Trường Giang giữ vai trò đồng phạm trong vụ án có hưởng lợi bất chính. Hồ sơ truy tố thể hiện quá trình xử lý ô nhiễm nước tại các ao hồ của Hà Nội, ông Trung đã lợi dụng chính quyền, quyền hạn của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho công ty Icaric mua bán chế phẩm Redoxy 3C. Chế phẩm này được sản xuất theo đơn đặt hàng của thành phố Hà Nội, nhưng sau đó công ty Watchwater Đức lại ký văn bản thỏa thuận để Icaric phân phối độc quyền bán lại cho công ty thoát nước. Theo Viện Kiểm sát, hành vi mua bán lòng vòng của hai công ty khiến Hà Nội thiệt hại hơn 36 tỷ đồng. Thêm 14.638 ca mắc COVID-19, Hà Nội lập kỷ lục mới về số ca mắc. Trên hệ thống quốc gia quản lý các ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.638 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập viện, nhập cảnh và 14.621 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.486 ca so với ngày trước đó. Tại 58 tỉnh thành, có 9.377 ca trong cộng đồng, trong đó Hà Nội có 980 trường hợp mắc mới. Đây là số ca dương tính cao nhất kể từ trước đến nay của thủ đô. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 1.216 ca, Hà Nội 980 ca, Tây Ninh 920 ca, Đồng Tháp 745 ca, Bến Tre 722 ca, Cà Mau 675 ca, Cần Thơ 669 ca, Khánh Hòa 590 ca, Vĩnh Long 584 ca, Bạc Liêu 563 ca, Sóc Trăng 524 ca, Trà Vinh 475 ca, Đà Nẵng 442 ca, Kiên Giang 384 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 381 ca, Bình Dương 375 ca, Tiền Giang 367 ca, Đồng Nai 366 ca, Thừa Thiên Huế 359 ca, Hậu Giang 338 ca, An Giang 319 ca, Đắk Lắk 315 ca, Bình Định 279 ca, Bình Thuận 256 ca, Lâm Đồng 194 ca, Bắc Ninh 189 ca, Hải Phòng 123 ca, Thanh Hóa 109 ca, Ninh Thuận 94 ca, Hà Giang 92 ca, Hưng Yên 92 ca, Phú Yên 82 ca, Long An 75 ca, Đắk Nông 74 ca,
Quảng Ninh 74 ca, Nghệ An 63 ca, Thái Nguyên 61 ca, Thái Bình 45 ca, Quảng Ngãi 44 ca, Hải Dương 42 ca, Quảng Trị 36 ca, Quảng Bình 25 ca, Sơn La 21 ca, Phú Thọ 20 ca, Yên Bái 18 ca, Hà Tĩnh 15 ca, Hòa Bình 13 ca, Cao Bằng 12 ca, Tuyên Quang 10 ca, Hà Nam 10 ca, Bắc Giang 9 ca, Điện Biên 4 ca, Gia Lai 2 ca và Lai Châu 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với trước ngày trước đó là Bình Phước giảm 1.164 ca, Hồ Chí Minh giảm 225 ca, Khánh Hòa giảm 204 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hà Nội tăng 432 ca, Đắk Lắk tăng 315 ca, Đà Nẵng tăng 256 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong ngày trong nước ghi nhận 14.833 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.413.051 ca nhiễm, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 14.332 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.407.655 ca, trong đó có 1.051.903 ca bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn thành phố 14 ngày qua, Bắc Cạn, Lai Châu, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao nhất trong đợt dịch này, thành phố 487.259 ca, Bình Dương 287.252 ca, Đồng Nai 92.246 ca, Đồng Nai 39.240 ca, Tây Ninh 38.696 ca. Trong ngày có 1.295 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh lên 1.054.720 ca.